Hi, xin chào và chào mừng bạn đã quay lại với channel của Hikhang Vlog. Thì hôm nay mình sẽ reaction video Việt Nam sẽ chiến thắng. Và đây cũng là video reaction đầu tiên trong kênh Hikhang Vlog của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. À mà quên nữa, tác giả là Nguyễn Hải Phong. Có nhiều sao Việt của Việt Nam hát nè. Có nhiều sao Việt này nên như Lan Ngọc, Liên Bình Phát, Chun Phạm, Đức Phúc, Han Sara, Trọng Hiếu, Trung Quân Idol, nhóm Unify, Hồ Quang Hiếu, Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, Lippy. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là Han Sara. Phúc nè. Đúc. Cùng với chiến đại dịch. Trọng Hiếu nè. Nên như Lan Ngọc. Chắc chắn nhiều bạn rất là thích, nên mình nghĩ là rất là thích Ninh Dương Lê Ngọc. Đây là nhóm Lippy Trung Quân. Chúng ta không một mưa phòng thật ra hiếu. Đinh Mạnh Ninh. Cái này là nhiệm vụ của mình mà nếu mà mình không đi thì ai đi? Khoan, người dân đi chù, đi như đi bão luôn mọi người. Vẫy cờ nữa men. Từ từ. Chờ mọi người, chờ xíu nha. Không đeo khẩu trang nè. Từ. Đây, không đeo khẩu trang. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Đi bình phát. Cuộc chiến này không thua riêng ai. Hãy tiếp tục lan tỏa năng lượng, chung tay hành động, giữ vững niềm tin. Cùng nhau. Cùng nhau. Cùng nhau. Cùng nhau. Cùng nhau. Việt Nam sẽ chiến thắng. Việt Nam luôn luôn chiến thắng đại dịch. Mấy bạn à. Rồi. Và vậy là chúng ta đã hết video tại đây. Thì theo mình đánh giá thì video này thì rất là hay. Mấy ca sĩ cùng hát rất là tròn vành rõ chữ, khá là hay đó. Và thì mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Hikhang Vlog một subscribe, like và share nhé. Và bây giờ thì tạm biệt. Xin chào.